Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những mẫu xe 50cc các bạn nha. Chuẩn bị bước vào mùa tựu trường rồi. Những chiếc xe này không cần bằng lái xe và đủ 16 tuổi là các bạn hoàn toàn có thể điều khiển. Đặc biệt là những bạn nào ấy chuẩn bị bước vào lớp 10 các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng ấy, nhiều bạn cũng đã để lại bình luận ở phần những cho mình ấy dò hỏi về giá bán của các mẫu xe 50cc, đặc biệt nhất là những mẫu xe như là Way 50 này hay là Sirius 50. Ngoài ra còn có Exciter 50 hay là các cái mẫu xe máy khác như Coupe 50 đầy đủ luôn đang có hàng ở lý. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những mẫu xe Way 50cc. Hiện tại những mẫu xe này được khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn khá nhiều trong thời gian vừa qua bởi thiết kế của nó trung tính, nam nữ đều có thể đi được. Với rất nhiều các hãng khác nhau, như xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đến từ hãng Hyosung. Với mức tơ nhiên liệu của mẫu xe phiên bản của Hyosung này là 1,002 lít trên 100 km. Với khối động cơ 50cc thì xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn nha. Chút nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 8 này, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua các bạn có thể tham khảo thêm. Vành nan hoa cũng có, mà vành đúc cũng có luôn. Đây là phiên bản Limited Edition 50cc Hyosung, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Đây đều là những mẫu xe liên doanh lắp ráp trong nước các bạn nha, nếu các bạn có thể quan tâm theo dõi cho mình như vậy. Ngoài Hyosung ra ấy, thì mẫu xe 50cc còn đến từ hãng Halim này hoặc hãng Victoria. Halim giá khác, Hyosung giá khác và Victoria giá cũng sẽ khác một chút các bạn nha. Đâu đó loanh quanh từ 14 đến 16 triệu để các bạn có thể tham khảo. Halim thì mức tơ nhiên liệu chỉ 0,828 lít trên 100 km, còn tiết kiệm hơn so với dòng xe Hyosung. Rất nhiều các sự tùy chọn khác nhau. Mình thì mình thấy màu sắc và tem xe của các mẫu xe Way 50cc đến từ hãng Hyosung ấy thì nó sẽ nổi bật hơn, phong cách hơn. Có đây là mẫu xe Coupe, các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình. Coupe 50cc với rất nhiều các sự tùy chọn khác nhau. Đặc biệt là những mẫu xe Coupe này được trang bị cả hệ thống đèn pha cốt của xe, dù bóng LED các bạn nha. Đây là mẫu xe đến từ Victoria. Rất nhiều các sự tùy chọn ở những dòng xe 50cc. Phía sau đây là một loạt các mẫu xe của Halim, Victoria đều có đầy đủ để các bạn có thể thoải mái quan tâm lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Cơ bản thì tổng thể thiết kế của nó giống với mẫu xe Honda Way Alpha phiên bản 100 trước đây, từ đời 2016 trở về trước các bạn nha. Đây có một chiếc xe của Victoria, chiếc xe Sirius 50. Thiết kế thì không khác biệt so với mẫu xe Sirius hiện hành 110 phân khối. Cũng trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa. Với Victoria này thì nam giới đi nó sẽ phù hợp hơn bởi thiết kế của nó hơi mạnh mẽ một chút. Còn các mẫu xe Way 50 ấy, thì thiết kế của nó trung tính, nam nữ đều có thể đi được. Đặc biệt là những 3K lớn tuổi rồi mà lựa chọn một chiếc xe đi chợ đi búa hàng ngày ấy, thì có thể lựa chọn dòng xe 50cc này bởi nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bạn nha. Ngoài ra còn có vô vàn các mẫu xe máy điện, xe đạp điện đều có đầy đủ. Đặc biệt là những mẫu xe Exciter 50 phía bên trong kho vẫn đang còn hàng. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thêm. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể. Số 119 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần với chợ trung tâm của thành phố. Các bạn quan tâm có thể ghé qua đại lý để xem xe, lựa chọn xe cho mình các bạn nha. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể của các phiên bản, các mẫu xe 50cc đến từ các hãng khác nhau trong thời điểm tháng 8 năm 2024, để với những bạn nào đang yêu thích, đặc biệt là mùa tựu trường sắp tới rồi, còn một tháng nữa thôi, các bạn có thể qua đại lý xem xe, lựa chọn xe cho mình ok nhất. Mình sẽ báo lần lượt từng mẫu xe một để các bạn có thể tham khảo như sau. Với mẫu xe Way 50cc của Hyosung, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, giá bán của phiên bản Hyosung là 15 triệu tròn các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Đăng ký với những mẫu xe 50cc này, ở tất cả các mẫu xe thì các bạn bỏ ra 800.000 đồng cho đăng ký ở huyện và 1.100.000 đồng cho đăng ký ở thành phố. Đấy là giá bán của những cái mẫu xe Hyosung, các bạn có thể lưu tâm lưu ý, lựa chọn cho mình trong thời điểm này. Các bạn có thể xem lại này, với dung tích xi lanh 49,5cc. Với khối động cơ này thì các bạn không cần bằng lái xe, vẫn có thể điều khiển, chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên mà thôi. Đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, lưu thông trên đường văn hóa văn minh là hoàn toàn ok các bạn nha. Màu sắc đen nhám, giới hạn đặc biệt, 50cc Hyosung các bạn đang theo dõi. Giá là 15 triệu cho các phiên bản của Hyosung, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Trong khi đó, những mẫu xe Way 50cc của Halim giá sẽ cao hơn một chút, là 16 triệu tròn.
nhỉnh hơn 1 triệu, đăng ký cũng tương tự 800 ở huyện và 1 triệu 1 ở thành phố. Ngoài ra, với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Way 50C đến từ Victoria ấy, thì giá bán của nó vào khoảng tầm 14 triệu 200 thôi, nó sẽ rẻ hơn các bạn nha. Lưu ý cho mình một cách cụ thể. Bộ tem xe cũng rất giống với mẫu xe Way Alpha 110 hiện tại. Còn với những mẫu xe Coupe 50cc của Hyosung hay Victoria ấy, thì giá bán của nó đâu đó vào khoảng tầm 15 triệu 500 đến 16 triệu. Nó sẽ có cả của Hyosung, cả của Halim, cả Victoria, giá từ 15 triệu 500 đến 16 triệu cho các phiên bản. Có rất đa dạng về phần màu sắc cũng như thiết kế của mẫu xe Coupe 50C này các bạn nha. Hệ thống đèn xi nhan gửi bóng LED luôn, yên xe tách biệt 2 tầng, nhìn khá là ok. Halim mình đã báo rồi, Halim là 16 triệu. Đây là một loạt các mẫu xe Halim. Hyosung thì 15 triệu. Còn của Victoria Way 50 là 14 triệu 200. Sirius này, các bạn đang theo dõi trên màn hình, Sirius của Victoria ở đây thì giá bán của nó cũng vào khoảng tầm 14 triệu 200 nghìn đồng mà thôi. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe Exciter phiên bản 50cc đến từ Victoria thì hiện tại giá bán của Exciter 50 là 16 triệu 500 các bạn nha. Thêm nữa, với những bạn nào thích các mẫu xe khác nữa như Coupe 50 của Hyosung là 15 triệu 500. Rồi các cái mẫu xe như mẫu xe dạng Simson ấy, giống của Simson ấy. Chiếc xe đó thì giá bán vào khoảng tầm 15 triệu. Mình đã quay cận cảnh rồi, hiện tại vẫn đang còn một chiếc màu xanh cho bạn nào quan tâm và tham khảo thêm. Ngoài ra còn một số các mẫu xe khác nữa để các bạn có thể thoải mái lựa chọn, giá đâu đó quanh loanh quanh vào khoảng tầm từ 14 đến 16 triệu mà thôi. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy. Rồi, cảm ơn là của mình. Nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.